Hôm nay chúng ta sẽ làm việc tiếp với các cái công cụ để tạo hiệu ứng, đặc biệt ở trong CorelDRAW. Thì chúng ta có một nhóm công cụ như thế này. Đầu tiên là công cụ Transparency Tool, sau đó là công cụ Draw Shutdown và các cái công cụ ẩn, bao gồm Contour, Blend, Distort, Envelope và Extrude. Đấy là cái nội dung mà chúng ta sẽ trao đổi. Chắc là trong một buổi thì không hết được tất cả các công cụ này đâu. Chúng ta sẽ chia nó làm hai buổi để giải quyết các cái vấn đề này. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm việc với Transparency. Thì lưu ý một chút là như thế này. Nó có một sự khác biệt giữa họ nhà Adobe với họ Corel. Với họ nhà Adobe thì họ quan niệm rằng Transparency là một thuộc tính của đối tượng. Nó cũng như là bề mặt hay là đường viền, vân vân. Thì Transparency được họ nhà Adobe coi là một thuộc tính, nó gắn liền với các đối tượng, và bất cứ các đối tượng nào thì chúng ta cũng có thể xử lý, làm cho nó đục, không nhìn xuyên qua, hay làm cho nó trong. Tuy nhiên đối với Corel thì họ quan niệm hơi khác một tí, tức là Corel coi đây là một cái hiệu ứng chứ nó không phải là cái thuộc tính vốn có của đối tượng. Thế để làm trong cho một đối tượng thì chúng ta sẽ buộc phải sử dụng đến công cụ là làm trong hay là công cụ Transparency. Tôi lấy ví dụ, tôi có một hình như thế này. Bây giờ tôi chồng một hình khác lên thì chúng ta sẽ thấy là nó không có nhìn xuyên qua được. Đấy. Nhưng nếu bây giờ tôi làm cho nó trở thành trong thì tôi phải sử dụng công cụ Transparency. Cái này thì rất dễ nhìn, đó là công cụ có hình cali thủy tinh. Và tôi chọn công cụ, sau đó thì tôi kích vào và tôi kéo trên cái đối tượng như thế này thì nó bắt đầu được làm trong. Và chúng ta sẽ có những cái phương án làm trong nó tương đối là đa dạng, nó cũng tương tự như là các phương pháp tô. Ví dụ như là nếu tôi chọn No Transparency thì nó sẽ hủy những cái này và nó quay trở lại với trạng thái là không nhìn xuyên qua được. Nếu mà tôi chọn kiểu Uniform thì toàn bộ cái đối tượng này nó sẽ được làm trong đồng bộ với nhau, trên dưới trong ngoài trái phải là đều làm trong theo một cái tham số giống nhau. Thế còn nếu mà tôi nhấn vào cái trường hợp thứ ba, Fountain Fill, thì lúc này nó sẽ hoạt động giống như là tố chuyển, có nghĩa là có điểm thì trong, có điểm thì không trong, hoặc là có điểm thì trong nhiều, có điểm trong ít. Đấy. Hoặc là nếu mà chúng ta chuyển sang các cái dạng như là pattern thì sẽ có hình là trong và có phần là không trong. Đấy. Hay là bitmap pattern thì cũng thế, nó sẽ có phần trong và không trong. Bây giờ chúng ta quay trở lại, chúng ta xem ở cái trạng thái như này. Nếu mà No Transparency thì sao? Đụng đến Transparency thì chúng ta sẽ thấy nó rất là đặc biệt, tức là nó sẽ cung cấp cho các bạn một cái option nhỏ nhỏ nằm ở dưới cái đối tượng này. Đấy, ở đây họ cung cấp một cái con trượt và tham số hiện tại đang là 0. Thế còn nếu mà chúng ta kéo dần thì chúng ta sẽ có gì đấy ạ? Chúng ta sẽ có hiệu ứng làm trong áp dụng vào cái đối tượng này. Tham số càng lớn thì càng trong. Cái này thì có vẻ hơi ngược lại so với lại cái cách làm việc của Photoshop hoặc là của họ nhà Adobe. Họ nhà Adobe coi như là một thuộc tính, cho nên là cái tham số càng bé thì chúng ta sẽ thấy là cái độ trong nó càng tăng. Nhưng mà Corel thì coi là một hiệu ứng, cho nên là hiệu ứng là gì đây? Hiệu ứng thì cái tham số càng lớn thì lúc ấy thì nó lại làm trong càng nhiều. Đấy, thì nó có cái điểm hơi khác một tí. Đây, các bạn quan sát, cứ kéo cái con trượt này thì chúng ta sẽ có gì đấy ạ? Chúng ta sẽ có cái độ trong đục của đối tượng nó ra giảm. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta chọn cái chế độ là gì đấy? Fountain Fill. Fountain Fill thì lúc này chúng ta sẽ có cái cách thức làm việc nó tương tự giống như là mẫu tô chuyển. Có nghĩa là một điểm là điểm gì đấy ạ? Một điểm là điểm trong và một điểm là điểm không trong. Đấy. Điểm trắng là điểm không trong thì cái con trượt này nó ở giá trị 0. Điểm đen là điểm trong, giá trị của nó là 100. Tất nhiên không có nghĩa rằng là chúng ta không được phép chỉnh. Các bạn chỉ việc là chọn một
trong các điểm này bằng cách nhấp chọn nó, sau đó thì các bạn kéo cái tham số ở phía dưới thì nó sẽ tăng hay giảm cái độ trong hoặc là không trong của các điểm điều khiển này. Đấy. Các bạn cũng có thể là thu ngắn cái khoảng cách, thu kéo dài cái khoảng cách này để các bạn điều chỉnh trực quan trên đối tượng. Đấy. Các bạn kéo tới đâu thì nó sẽ trong hoặc là không trong theo cái thiết lập của các bạn một cách trực quan này ở đây. Thế thì thao tác này thì ví dụ như là nếu mà nói về tô chuyển chẳng hạn thì chúng ta cũng thấy là nó cung cấp cho chúng ta các cái kiểu rất giống như kiểu tô chuyển. Ví dụ đây là linear này, đây là gì ạ, đây là theo kiểu hình tròn này, thì trong đó chúng ta sẽ có gì ạ, một điểm là trong, một điểm không trong. Đấy, nón này thì nó sẽ trong theo cái kiểu tô chuyển dần theo hình nón. Hình vuông thì tương tự như hình tròn, có nghĩa là giữa tâm này là trong, ngoài rìa này không trong. Tất nhiên chúng ta hoàn toàn có thể có khả năng là hoán đổi bằng cách là kéo cái thằng này ra đây và kéo cái thằng này về đây. Đấy thì chúng ta sẽ lại có cái kiểu điều khiển bằng cách là chọn một trong hai cái điểm này và các bạn gia giảm lại các tham số. Thế còn ngoài ra thì các bạn cũng có một cái điểm ở giữa này. Đấy, điểm giữa này thì bạn có quyền là kéo để mà cho nó tăng cái độ trong hay là tăng cái độ gì đấy ạ, tăng cái độ trong hay là độ không trong ở đây. Đấy, ưu tiên phần nào. Thế và chúng ta cũng có những cái tùy chọn như sau. Các bạn có lệnh là copy transparency. Ví dụ tôi muốn là cái thằng đỏ này cũng học tập cái cách tô trong của thằng này, các bạn có thể chọn cái thằng đỏ, sau đó thì chọn công cụ làm trong. Thay vì kéo trực tiếp lên đây thì các bạn có lệnh gì đây ạ, copy transparency, các bạn bấm vào đây và các bạn sẽ có được một mũi tên đen chỉ vào vật mẫu, nó sẽ lấy cái kiểu tô của cái vật mẫu đó, nó chuyển sang cho cái vật mới này và nó cũng sẽ học theo cái cách làm trong của cái đối tượng vật mẫu. Thế còn muốn điều chỉnh thì các bạn bấm vào biểu tượng gì đấy ạ, Edit Transparency. Edit Transparency thì nó lại mở ra cái bảng thoại giống như là cái bảng thoại tô màu trước ấy. Đấy thì chúng ta có thể điều chỉnh các tham số ở trong này giống như là điều chỉnh tô màu. Đấy, thao tác nó rất là đơn giản như vậy thôi, rất trực quan. Đấy, và muốn điều chỉnh cái gì có hay không thì bây giờ các bạn chỉ việc là hủy bỏ bằng cách vào No Transparency hoặc là gia giảm các con trượt ở các cái phần điều khiển này. Thế thì cái này nó sẽ giúp cho các bạn giải quyết về độ trong đục của các đối tượng. Ví dụ như lúc nào mà chúng ta cần phải mô tả một cái gì đó có tính chất trong suốt, ví dụ như là cửa kính, ví dụ như là vách ngăn kính hoặc là nhựa, đúng không? Tất cả những cái chất gì đó, những cái gì đó mà các bạn muốn thể hiện cái độ trong đục của nó thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ này. Đấy, thao tác của nó thì tương đối là đơn giản và trực quan như thế thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp tới và các cái nhóm công cụ tạo hiệu ứng khác. Thực ra thì trước đây thì cái công cụ Transparency này nó được tích hợp vào cùng một nhóm với cái thằng này. Đấy, đến các cái phiên bản như phiên bản 7 này thì nó bắt đầu lại tách ra. Bây giờ chúng ta xem chúng ta có những cái công cụ như thế nào nhé. Drop Shutdown này, Contour này, Blend, Distort, Envelope và Extrude. Đây, trước hết là chúng ta xem cái công cụ đầu tiên đi, Drop Shutdown. Drop Shutdown thì theo cái tên rất là rõ ràng rồi, chúng ta sẽ có một cái bề mặt như thế này và muốn làm cho nó có bóng đổ thì chúng ta sẽ chọn cái công cụ Drop Shutdown. Sau khi chọn công cụ thì chúng ta sẽ làm thao tác như sau. Các bạn nhấp chọn vào cái đối tượng, sau đó thì các bạn kéo đây, cái bóng của nó sẽ hiện ra như thế này. Ở đây các bạn sẽ thấy là có hai cái điểm điều khiển, một điểm điều khiển trắng nó sẽ nằm ở cái vật chủ, thế còn một điểm điều khiển đen thì nó sẽ nằm ở cái bóng phát sinh. Bằng cách là bấm vào cái điểm đen này và các bạn kéo một cách trực quan sang phải, sang trái, lên trên, xuống dưới, cách xa vật chủ nhiều, cách xa vật chủ ít thì chúng ta sẽ xử lý được cái hiệu ứng bóng đổ này một cách rất là trực quan.
Đấy, nếu mà như chúng ta để gần thì chúng ta sẽ thấy là có cảm giác là cái đối tượng này với lại cái mặt phẳng đằng sau mà nó đổ bóng vào thì nó gần. Còn nếu chúng ta kéo cái này ra xa thì chúng ta sẽ có cảm giác rằng là giữa cái khoảng cách giữa cái vật chủ với lại cái mặt đổ bóng đằng sau nó có vẻ cách xa nhau ra nhiều hay ít là tùy thuộc vào cái khoảng cách này. Thế thì về màu thì mặc nhiên nó để chúng ta là màu đen, tại vì là bóng phát sinh ra là do cái sự chiếu sáng và khuất sáng mà tạo ra bóng, do đó thì họ để cho chúng ta là bóng là màu đen đấy. Và có thêm một cái tùy chọn, nếu như chúng ta muốn thì các bạn có thể là sổ danh sách này ra, các bạn chọn một cái bóng màu khác tùy vào nhu cầu của các bạn có thể chọn một cái bóng màu khác đấy. Còn mặc định ban đầu bao giờ nó cũng để cho các bạn là bóng là màu đen. Tiếp theo là cái chế độ hiển thị, thì nó để cho chúng ta ở chế độ mặc nhiên là multiply, thì còn các bạn có thể chuyển nó sang một chế độ khác nếu các bạn muốn. Việc chuyển cái chế độ này thì nó có ảnh hưởng gì cái bóng hay không? Có, nếu như cái bóng đấy đổ lên trên một đối tượng khác. Một đối tượng khác, ví dụ như này, đây là đang để ở chế độ multiply, nhưng nếu mà tôi chuyển nó sang một chế độ khác, ví dụ như divide hay là if lighter hoặc là darker hoặc là texture vân vân, những cái này mỗi khi mà chúng ta đổ cái bóng lên một cái đối tượng khác thì cái việc thay đổi cái chế độ hòa trộn này nó sẽ cho các bạn các kết quả khác nhau nếu như mà các bạn thay đổi cái chế độ này đấy. Còn nếu mà normal này hoặc là gì đây ạ, multi này thì hầu như là nó sẽ tạo ra cái bóng với cái bóng đen bình thường đổ lên các đối tượng. Thế có khi nào thay đổi, khi nào thay đổi thì thường thường đấy là các bạn phải có một cái ý tưởng nào đó, các bạn tìm tòi một sự khác biệt nào đó thì các bạn sẽ sử dụng đến cái này. Còn nếu không, bình thường thì người ta sẽ để nguyên dạng ở cái multiply này giúp cho cái bóng nó đổ lên các đối tượng khác một cách rất là hài hòa và nhẹ nhàng. Các bạn có thêm một số cái tùy chọn khác như sau. Khi các bạn nhấp chọn cái công cụ đổ bóng này thì các bạn ngoài cái việc là điều chỉnh một cách trực quan bằng cách là bấm vào một trong hai điểm điều khiển này thì các bạn còn có thêm một cái con trượt nó nằm giữa ở cái đường nối giữa cái điểm trắng và điểm đen này. Bằng cách dịch cái con trượt này thì các bạn có thể gia giảm về độ trong đục của cái bóng, hoặc các bạn có thể nhìn lên trên thanh option ở trên này. À xin lỗi, Corel thì nó gọi là thanh property. Đó. Thì các bạn sẽ thấy việc trượt con trượt này cũng thay đổi các cái giá trị ở trên thanh property. Phần cái ly này chính là draw shadow opacity, độ trong đục của cái bóng. Nếu như mà chúng ta giảm nó về không thì các bạn sẽ không thấy cái bóng đâu cả. Nếu chúng ta tăng lên thì lúc này chúng ta sẽ thấy cái bóng một cách rõ ràng hơn. Đấy. Thế ngoài ra độ trong đục thì chúng ta còn có thêm một tham số nữa là tham số shadow fingering. Cái này nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết là cái biên của cái đổ bóng này nó sắc nét hay là nó nhòe mờ. Nếu như tôi kéo cái tham số này mà tăng lên thì các bạn sẽ thấy cái bóng tỏa ra rất là rộng và không rõ ràng về hình. Nhưng nếu tôi kéo nó kịch kim về phía bên trái, các bạn sẽ thấy cái bóng này nó cực kỳ sắc nét và rõ ràng. Nếu như fingering này tôi để nó ở tham số là không, thông thường thì nó sẽ để ở cỡ độ khoảng 10 cho đến 15 gì đó. Thì đấy là cái tham số tương đối là thông thường mà người ta vẫn áp dụng cho cái bóng ở trong cái môi trường Corel này. Thế ngoài cái phần đó ra, các bạn còn có thêm một số cái tùy chỉnh nữa, ví dụ như là Feathering Direction. Thì các bạn có thể là sổ danh sách này ra, các bạn sẽ có một số các cái tùy chọn khác, nó sẽ ảnh hưởng tới cái cách hiển thị của cái bóng, nó sắc nét hay là nhòe ít, nhòe nhiều, nhòe rộng ra hay thu hẹp vào. Thì bao gồm có Gaussian Blur này, Inside này, rồi Middle này, hay là Outside này, hoặc là gì đấy, Average. Thế mỗi một cái như thế này thì nó sẽ cho chúng ta cái độ đổ bóng ra, nó nhòe rộng ra hay là thu hẹp vào. Thì đấy là cái tham số mà chúng ta có thể điều khiển một cách rất là trực quan.
chỉnh xong đến đâu là nó sẽ hiển thị đến đó. Chúng ta quan sát xem là có mong muốn một cái bóng như thế hay không, đã đúng ý của chúng ta hay chưa, mà các bạn sẽ lựa chọn lấy một cái tùy chọn ở trong đó. Ngoài ra thì nếu mà các bạn để ở một vài chế độ như là inside chẳng hạn, hoặc là middle, hoặc là outside, hoặc là đấy, thì ba ba chế độ đó, inside, middle, outside, thì các bạn còn thấy nó kích hoạt thêm một cái tùy chọn nữa bên cạnh feather edge, thì cái này nó sẽ cho các bạn thêm những cái tùy chọn về cái biên của cái bóng đổ này đấy, theo kiểu linear, theo kiểu hình vuông, theo kiểu hình vuông đảo ngược, hay là theo kiểu flat phẳng, vân vân. Thì các bạn cũng có thể là chọn thêm một trong những cái tùy biến này để làm cho cái bóng của chúng ta nó sẽ có nhiều cái phương pháp thể hiện hơn. Thế và cuối cùng thì chúng ta có thêm hai cái tùy chọn, ví dụ như là lệnh clear drop shadow. Với lệnh này thì chúng ta sẽ xóa bỏ được cái bóng đục mà chúng ta vừa tạo ra cho đối tượng. Thế còn nếu như ở một trường hợp khác thì chúng ta lại có cái thao tác là gì đấy ạ? Học theo, nhại theo cái bóng, thì chúng ta có thể chọn đối tượng, sau đó thì chọn công cụ draw shadow. Thì các bạn cũng có một cái tùy chọn tương đối giống như là cái transparency vừa rồi, tức là copy draw shadow property. Bấm vào biểu tượng này thì lại xuất hiện ra cái bóng, cái mũi tên màu đen rất là to, và bằng cách chỉ vào một cái đối tượng nào đó đã được đổ bóng sẵn rồi, các bạn bấm vào cái bóng đó thì nó sẽ học theo cái cách đổ bóng của cái đối tượng mẫu này, và nó sẽ tạo ra cái bóng cho đối tượng của chúng ta. Có một điều đặc biệt là cái bóng này là một thứ mà các bạn có thể tách ra khỏi vật chủ. Đấy. Thì các bạn có nhớ cái tôi vẫn nói với các bạn về cái phần mà muốn tách một cái gì đó ra trong Corel thì chúng ta dùng cái gì không nhỉ? Đúng rồi, lệnh Ctrl K hay lệnh break. Còn break cái gì thì nó sẽ đổi tên theo đúng cái thứ mà chúng ta đang chọn. Ví dụ tôi chọn ở đây và tôi vào Object tìm tới lệnh break, thì lúc này nó tên là break drop shadow group apart, phím tắt của nó vẫn là Ctrl K thôi. Và khi tôi chọn cái lệnh Ctrl K này thì cái gì xảy ra? Cái bóng sẽ được tách ra khỏi vật chủ, và lúc này hai thằng này không còn liên quan gì đến nhau nữa. Đấy. Tôi chả biết anh là thằng nào nữa, không liên quan. Đấy. Và cái bóng thì vẫn tồn tại, nhưng mà tồn tại với tư cách là một đối tượng độc lập. Đấy. Nó được tồn tại như là một một đối tượng độc lập với lại vật chủ. Thế bây giờ chúng ta xem là cái lệnh mà tạo bóng này thì nó giúp chúng ta làm cái gì? Tất nhiên tạo bóng thì là để tạo bóng rồi, chuyện đó thì không phải bàn, nó rất là đơn giản. Thế nhưng chúng ta còn có thể áp dụng nó trong một vài cái trường hợp như sau. Thứ nhất là chúng ta có thể thay thế cho cái kiểu đổ bóng một cách thông thường, tức là bao giờ nó cũng có một cái độ lệch nào đó, độ tức là nói nôm na nó là một cái gì đó phía sau vật chủ. Đấy, thì chúng ta cũng có thể tạo ra một cái biến tướng khác, đó là chúng ta tạo ra một cái hiệu ứng giống như outer glow, tức là dùng cái bóng này như là một sự tỏa sáng xung quanh cái đối tượng mẫu. Đây, chúng ta có thể thử nghiệm như sau. Ví dụ tôi có một cái hình như thế này. Đó, bây giờ tôi muốn tạo ra một cái bóng mà theo kiểu hào quang, theo kiểu outer glow xung quanh cái đối tượng này, thì tôi có thể sử dụng cái lệnh đổ bóng. Và bây giờ tôi sẽ kéo như sau. Bấm vào giữa đối tượng, sau đó thì các bạn kéo từ 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 thôi và thả nó ở quãng mép thế này. Thì cái bóng này lúc này nó sẽ nằm theo cái kiểu gọi là xòe ra xung quanh cái đối tượng. Muốn nhìn cho rõ, tôi sẽ chọn một cái màu tương đối sáng một tí, chọn chế độ là normal chẳng hạn, thì các bạn lúc này sẽ thấy nó giống như là cái quầng sáng tỏa ra xung quanh cái đối tượng này. Và bằng cách là tăng hay giảm cái hiệu ứng làm trong này, rồi các bạn có thể là gì đấy cho nó xòe rộng hay hẹp, thì các bạn sẽ thấy có một cái biểu tượng, nó sẽ có một một cái hiệu ứng nó giống như là cái hào quang tỏa ra. Cái này thì mình minh họa cho những cái gì? Minh họa cho những cái ví dụ như là những cái hiệu ứng chiếu đèn chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ như là các bạn làm một cái thiết kế về
biển quảng cáo cho một cái cửa hàng, cho một cái đơn vị nào đó, thì chúng ta có nhiều cái dạng biển, nhiều dạng thiết kế khác nhau. Ví dụ như là chúng ta biển Mica, chúng ta có thể đặt đèn ở trong và nó chiếu sáng hắt từ lòng biển ra ngoài. Đấy, nhưng cũng có những cái trường hợp là người ta cắt biển chữ mà ở cái dạng gọi là chất liệu không xuyên sáng chẳng hạn. Chẳng hạn như là chữ đồng, chữ inox hoặc là những cái vật mà không xuyên sáng, thì trong trường hợp đấy thì người ta lại có thể giải quyết bằng nhiều phương pháp. Lúc đấy thì người ta không phải là chiếu đèn hắt từ trong ra nữa, mà người ta sẽ có hai trường hợp, hai ba trường hợp. Một là đèn rọi. Buổi sáng thì cái chữ ở trên biển đó do có ánh sáng ban ngày thì chúng ta đọc được rồi, chúng ta nhìn được rồi. Nhưng mà nếu họ đến buổi tối thì thường người ta sẽ dùng đèn rọi, người ta dựng thẳng vào trong cái mặt biển. Đấy, dùng đèn từ phía ngoài ốp vào, chiếu thẳng vào. Đấy là một dạng. Một dạng thứ hai nữa là người ta có thể là bắt những cái đèn led hoặc là đèn đèn neon trang trí, người ta uốn xung quanh cái biển, uốn xung quanh cái chữ. Đấy cũng là một dạng. Đấy, và một dạng khác nữa là người ta sẽ chiếu đèn ở trong lòng cái chữ. Đấy, thay vì là người ta chiếu thẳng mặt biển thì người ta sẽ đặt cái đèn chiếu sáng vào bên trong lòng chữ và sử dụng, lợi dụng cái ánh sáng hắt ra để nhìn thấy cái bóng, cái quầng. Tôi lấy ví dụ, bây giờ tôi làm một cái biển. Đây, chúng ta cùng nhau xem thử nhé. Tôi làm cái biển như này. Trong trường hợp này tôi muốn có một cái chữ nó dày thân một tí. Bình thường tôi lấy ví dụ ban ngày, ban ngày thì chúng ta có thể thấy ví dụ như là chữ này là màu đồng nhé, lấy ví dụ thế, thì nó có thể đặt lên trên một cái biển màu gì đó, một nền gì đó, đó không thành vấn đề, ban ngày chúng ta có thể nhìn thấy được, đúng không? Nhưng bây giờ nếu mà buổi tối tôi không có đèn chiếu thẳng mặt nữa thì cái biển nó sẽ đen, không nhìn thấy gì. Chữ lúc đó cũng do không có đèn chiếu vào, nó cũng đen nốt, chúng ta sẽ không nhìn thấy, đúng không? Lúc này chúng ta sẽ sử dụng một cái phương pháp, đó là lắp đèn vào trong lòng của cái chữ, và nhờ cái ánh sáng mà nó hắt ra tạo ra cái quầng bên ngoài, thì lúc đấy chúng ta mới nhìn thấy cái chữ đó. Và đây chúng ta sẽ xử lý bằng cách là tạo cái bóng như thế này. Đó, đây tôi sẽ kéo một đường như thế này. Tôi sẽ đổi lại màu giống như màu đèn mà tôi mong muốn. Tôi sẽ đổi sang chế độ gì đây ạ? Normal. Đấy, và bây giờ bằng cách là chọn một trong những cái phương án. Điều chỉnh cái bóng ở đây. Tôi có thể tạo ra được cái bóng nó rõ hay nó mờ bằng cách là chúng ta điều chỉnh các cái con trượt ở đây. Đấy, ví dụ đèn chiếu sáng mạnh thì cái quầng sáng nó lớn, đèn chiếu sáng yếu thì nó sẽ nhẹ nhàng bớt đi. Nhưng mà dạng như thế này, đây là dạng gì đấy, chiếu sáng trong lòng chữ bằng cách quầng sáng ra ngoài này, thì chúng ta lại nhìn thấy được cái mặt chữ nó lại đen đen, nên mà cái quầng sáng thì nó lại cho chúng ta nhìn thấy được cái chữ như thế nào. Đấy là một phương án mà chúng ta có thể sử dụng để chúng ta mô phỏng, chúng ta sẽ tạo ra được một cái hiệu ứng nó hơi giống như là cái hiệu ứng Afterglow ở bên Photoshop hoặc là bên họa nhà đúc hay có. Đấy là một dạng. Một dạng thứ hai nữa đó là chúng ta sẽ sử dụng cái hiệu ứng bóng, tạo bóng và tách bóng để mà chúng ta mô phỏng về cái sự biến dạng của hình khối cũng như là màu sắc ở trên hình khối. Nếu như nói là
các cái phương án để mà chúng ta mô phỏng lại một cái gì đó, thì chúng ta sẽ vẽ này, chúng ta cố gắng mô phỏng về hình khối, màu sắc, độ biến dạng của cái hình khối cũng như là độ biến về màu sắc. Thì Corel hay Illustrator chúng ta có thể sử dụng nhiều phương án. Trước đây thì khi mà chưa có các cái phương pháp mà đặc biệt thì người ta có thể sử dụng một cái hiệu ứng, nó gọi là cái hiệu ứng blend, để nó tạo ra được cái sự tạo khối cũng như là thay đổi về màu. Sau đó thì người ta có thể sử dụng thêm một cái phương pháp nữa, đó là cái phương pháp là tô màu lưới ở trong Illustrator hoặc là Corel, để người ta mô phỏng cái sự chuyển đổi hình khối màu sắc đó. Nhưng đối với cái công cụ tạo hiệu ứng và tạo bóng này, thì tôi còn chỉ cho các bạn một cái phương pháp xử lý nữa, tương đối đơn giản nhưng mà hiệu quả cũng không tệ một tí nào. Đấy là sử dụng bóng như là một phương pháp để mà xử lý về hình khối. Đây, tôi sẽ cho các bạn xem một cái ví dụ như thế này. Này, chúng ta có thể xem thử cái này. Đây là một cái ví dụ được làm ở trên Corel từ các phiên bản tương đối thấp. Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì cái này được làm từ phiên bản Corel 7 thì phải. Đây là một cái bài tôi hướng dẫn cho học viên làm từ rất lâu rồi. Đấy. Thế thì lúc đó kể cả những cái phương tiện để làm cái màu, ví dụ như là cái phương pháp tô màu lưới, thì ngay kể cả thằng Illustrator cũng vẫn còn chưa tạo ra cái phương pháp đó, không nói đến Corel, tại vì Corel là học riêng cái màu lưới, Corel học theo Illustrator. Thế thì mọi thứ vẫn có thể làm được một cách tương đối bằng cách là chúng ta sử dụng cái hiệu ứng tạo bóng. Đây thì các bạn nhìn thấy tất nhiên chữ ở đây thì đang bị hơi lỗi một tí, cho nên là chúng ta nhìn là không rõ. Bây giờ chúng ta có thể bỏ thử một vài cái đi. Đây. Thì các bạn sẽ thấy rằng là gì, một cái hình khối thì nó làm cái ống tròn, đúng không ạ? Cái ống kem đánh răng là cái ống tròn, màu thì chắc chắn là nó một màu rồi, không có chuyện là nhiều màu ở đây. Thế nhưng mà do cái chỗ thì tròn, chỗ thì bẹp, chỗ thì căng, chỗ thì lõm của cái khối, cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái đoạn biến màu, màu chỗ sáng, màu chỗ tối. Thế thì cái này là được làm bằng cái gì? Được làm bằng cách là tạo bóng thôi. Đấy, bây giờ tôi ungroup hết cả cái này ra nhé, để chúng ta xem là nó được tạo bởi cái gì. Đây, một số cái bây giờ chúng ta bỏ quách ra. Đấy, để chúng ta nhìn xem là nó được tạo ra như thế nào. Thì đây, chúng ta sẽ có những cái bóng được trồng vào như thế này. Những cái gì không cần thiết bỏ, để chúng ta nhìn cho nó rõ. Đây, chúng ta sẽ có nhiều cái phần bóng được đặt trồng vào nhau để tạo ra một cái cảm giác là nó thay đổi về hình khối ở đây, thay đổi về ánh sáng ở đây. Thế thì quy tắc cuộc chơi nó rất là đơn giản thế này. Tôi muốn vẽ một cái đoạn lõm hay lồi, một cái đoạn bắt sáng nào đó ở trên cái đối tượng, thì tôi chỉ việc là sử dụng một trong các công cụ mà vẽ hình khối, đúng không? Đây, tôi mô phỏng lại nhanh cái này. Tôi vẽ ra cái hình đó. Sau khi vẽ xong hình đó, tôi phải tô cho nó một màu bất kỳ để cho nó có bề mặt. À, tại sao lại phải có bề mặt? Tại vì là đổ bóng thì không thể nào mà chúng ta đổ cho một đối tượng không có bề mặt được. Tại vì về mặt nguyên tắc là gì đấy ạ? Cái bóng được tạo ra là bởi một mặt phẳng chắn một cái luồng sáng, do đó thì nó sẽ gì đấy, nó tạo ra cái bóng phía sau của cái mặt phẳng mà chắn ánh sáng đó. Do đó thì một cái đối tượng muốn được tạo bóng thì trước hết là nó phải có bề mặt đã, chúng ta phải tô cho nó màu đã. Thế sau đó thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ chọn cái công cụ Drop Shadow, và lúc này thì chúng ta sẽ tạo ra cái bóng, đúng không? Sau khi tạo ra bóng rồi thì tôi chỉ việc là gì đấy ạ, đặt cái bóng này lên cái đối tượng mà tôi cần. Đó. Sau đó thì tôi sẽ xử lý nó sang một màu nào đó mà tôi muốn. Đấy. Vấn đề là màu sắc như thế nào,
thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái chế độ gì đấy ạ, cái chế độ màu sắc mà chúng ta đang mong muốn thể hiện đấy, nhìn vào cái vật mẫu mà lúc đó chúng ta xử lý. Thường thì tôi nghĩ rằng là nên để nó ở chế độ là normal đấy. Thế còn là cái màu thì tùy vào cái màu của chúng ta muốn muốn phối, muốn nhạy như thế nào thì chúng ta sẽ chọn cái màu đó sau đấy. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ xử lý cho tôi bằng cách là tạo ra một cái tham số phù hợp bằng cách điều chỉnh hai cái tham số này, shader, feathering, để tạo ra cái độ mềm của cái biên của cái bóng này, và thứ hai nữa là độ trong, độ đục của cái này. Đấy. Thì bằng cách điều chỉnh như thế này thì chúng ta có thể là can thiệp vào cái đoạn này nó được làm sáng lên nhiều hay ít, trong nhiều hay trong ít. Đấy. Đây, một chút đúng không? Như này chúng ta tự dưng chúng ta nhìn thấy là cái này nó có cái độ lồi lõm của cái tiếp kèn ánh trăng này. Đấy. Thay vì việc phải vẽ rất nhiều thứ, điều chỉnh rất nhiều lưới vân vân, thì cái này là một phương pháp tương đối nhanh. Tất nhiên nó có tinh tế không? Nó không đủ tinh tế như màu lưới. Nhưng nếu như mà giải quyết một cái khối mà tương đối lớn với cái hình dáng, cái độ cong, độ phản quang về mặt nó tương đối rõ ràng thì đây là một phương án tuyệt vời luôn, cực kỳ nhanh. Đấy, chúng ta chỉ việc vẽ theo cái hình và chúng ta tạo cái bóng. Tạo xong rồi thì bây giờ chỉ đơn giản là các bạn chỉ việc là gì đấy ạ? Tách cái bóng ra khỏi gì? Tách cái bóng ra khỏi vật chủ, thế là xong. Ctrl K tách ra xong. Và bây giờ tôi bỏ cái vật chủ này đi. Bóng vẫn tồn tại và nằm ở trên cái đối tượng này, tạo ra một ảo giác về độ sáng tối cũng như là lồi lõm của cái hình khối bên dưới. Đấy. Thế đây là một phương pháp tương đối là đặc biệt mà chúng ta có thể áp dụng nó một cách nhanh chóng để mô phỏng cái độ phản quang, độ đổi màu ở trên một cái bề mặt khối tương đối là đơn giản. Đấy. Nếu mà các bạn muốn là nó tinh vi hơn nữa thì chắc là chúng ta vẫn phải vận dụng tới cái công cụ màu lưới. Nhưng mà khối lớn, khối căng thì tôi nghĩ rằng đây là phương án làm nhanh nhất và dễ nhất cho những thao tác làm ở trong Corel. Đây, để tôi tìm thử một cái hình khác, chúng ta sẽ xem là cái khả năng làm việc của nó như thế nào nhé. Các bạn có thể quan sát thông qua cái ví dụ này. Đây vẫn là một cái bài mà đang vẽ dở. Đây. Đây là bài đang vẽ dở. Ở phía bên tay trái của các bạn là cái ảnh và hình mẫu. Còn bên tay phải này là cái đang vẽ bằng Corel đây. Các bạn nhìn thấy là trong cái hình mẫu này có rất là nhiều cái phần mà nó vẫn còn đang đang vẽ dở chưa xong. Tuy nhiên nhìn trên tổng thể thì các bạn cũng bắt đầu nhận ra cái hình dáng rồi thì màu sắc và một số các cái phần của cái xe. Đấy. Trong đó những cái phần ví dụ như là bóng sáng hay là những cái phần phản quang như thế này thì đang được thể hiện bằng cách là sử dụng chính bằng cái kỹ thuật là làm bằng bằng cái bóng đổ ấy. Đây tôi có thể bấm vào đây, tôi nhập, tôi chuyển ra cho các bạn nhìn thấy những cái bóng nó được tạo ra như thế nào. Rất nhiều cái chồng lên nhau để tạo ra cái độ bóng, độ mờ của nó. Thì cái này là một cái hình mà chúng ta có thể là mô phỏng tương đối tốt những cái đoạn mà phản quang. Tất nhiên là vẽ thì có nhiều phương pháp lắm. Chúng ta có thể biết được cách blend thì chúng ta có thể dùng blend. Chúng ta vẽ được bằng màu lưới thì chúng ta cũng có thể dùng màu lưới. Nhưng đây là một phương pháp trong các phương pháp. Tất nhiên dùng cho những cái khu vực mà nó không quá phức tạp, không quá rắc rối về ánh sáng, về độ cong vòng phản quang của cái đối tượng. Thì đây là một phương án tôi cho rằng là một trong các phương án khả thi tương đối nhanh và dễ cho người làm Corel. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy chúng ta mô phỏng cũng không đến nỗi tồi cái hiệu ứng
màu sắc cũng như là những cái điểm phản quang ở trên thân xe. Tất cả ở đây hầu như là chúng ta thấy đều có mặt của các cái phép tô thông thường cộng với lại những cái điểm mà tạo ra cái bóng. Đấy, cứ nhặt ra một cái là chúng ta thấy luôn bóng mờ đúng không, nhìn xuyên qua. Đấy, tôi có thể đặt vào đây mọi người sẽ nhìn thấy nó làm cho cái hình mẫu này trông có vẻ lại phản quang mạnh lên thêm một tí, tại vì là nó chính là cái phần hình mẫu cho cái phần này đây. Nếu cần thiết tôi có thể là để đạn nhân bản nó lên, muốn sáng lên mạnh lên tôi có thể nhân bản lên. Trồng thêm nhiều lớp vào thì cái độ phát quang của nó sẽ mạnh lên. Tất nhiên chúng ta cũng có thể vẽ những cái lớn, mảng lớn hay mảng nhỏ thêm nữa để làm những bóng chi tiết hơn, những cái phản quang mạnh mẽ hơn ở những phần nhỏ. Nhưng mảng lớn thì vẽ cực nhanh bằng cái này. Thì đấy là cái hiệu ứng mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn. Đây là một cái trò hơi ma một tí. Thực ra là hơi ma một tí, tại vì là chắc các bạn sẽ không tìm ra được một cái tài liệu nào giới thiệu cho các bạn cái cách như thế này đâu. Đấy, bóng đổ, đơn thuần là bóng đổ, cùng lắm là làm thành cái outer glow như vừa nãy tôi giới thiệu các bạn. Đấy, còn cái trò mà làm chuyển bóng, chuyển khối thay thế cho cái phương pháp là sử dụng bóng lưới thì chắc là các bạn không tìm ra tài liệu nào giới thiệu cho các bạn này. Đây là mẹo mà tôi nghiên cứu ra và tôi hướng dẫn cho học viên thôi. Thì các bạn sẽ thấy rằng là với hình khối không quá phức tạp, các bạn nên dùng cái phương pháp này. Đấy, tôi cho rằng là phương pháp nhanh nhất để các bạn xử lý cái bóng khối. Như vậy là chúng ta vừa giới thiệu một cái công cụ đầu tiên ở trong cái nhóm công cụ tạo hiệu ứng, đó là công cụ tạo bóng đổ hay chúng ta gọi là drop shadow. Thế tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ làm việc tiếp với lại contour, với lại một số các cái công cụ nữa. Có muốn dừng lại một chút để thử nghiệm cái này trước không ạ? Các bạn có thể lên mạng, các bạn tải cho tôi bất kỳ một cái hình mẫu nào, một cái sản phẩm, một cái chai, một cái lọ, một cái hộp nào đó nó có cái tính chất phản quang bề mặt một chút. Sau đó thì chúng ta có thể là sử dụng cái tính năng mà tạo bóng này, các bạn vẽ đồ nó lại theo cái vật mẫu về cái mảng bóng mà các bạn muốn xử lý, sau đó thì các bạn tạo bóng đổ vào cho nó xem có làm được giống như là tôi vừa hướng dẫn với các bạn không.